Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay mình Phil xin review với các bạn dòng xe cực hot đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam suốt 2-3 tháng nay, kể từ ngày ra mắt. Vào ngày 9 tháng 6, Toyota đã chính thức giới thiệu Land Cruiser 2022 thế hệ mới được ra mắt tại Trung Đông. Dòng xe này là đối thủ cùng phân khúc với Ford Explorer 2022 bản Platinum vừa được một số công ty nhập khẩu tư nhân đưa vào Việt Nam trước đó. Trung Đông là nơi mà hãng xe Nhật Bản chọn để trình làng, bởi đây là thị trường rất ưa chuộng dòng xe này. Nhiều khả năng thị trường kế tiếp sẽ là Nga. Như vậy, các fan của Land Cruiser đã phải chờ đợi suốt 14 năm qua, dài đằng đẵng để nhìn thấy thế hệ mới. Thế hệ mới của Land Cruiser 2022 mang mã LC300 được nâng cấp toàn diện từ khung gầm, thiết kế cho đến khả năng off-road. Hãy cùng Xe Pha Phú Mỹ tìm hiểu xem mẫu SUV mới có gì hấp dẫn mà rất là nhiều đại gia Việt đã bỏ trên giá gần 400 triệu để rước xe này. Thông số kỹ thuật của chiếc Land Cruiser 2022: số chỗ ngồi 7 chỗ, kiểu xe SUV xuất xứ nhập khẩu từ Nhật Bản, kích thước dài rộng cao lần lượt là 4m965, 1m890, 1m945. Không tải toàn tải là 2 tấn 470, 2 tấn 570 và 3 tấn 230. Chiều dài cơ sở là 2m850. Động cơ V6 tăng áp kép, dung tích là 3.445cc, loại nhiên liệu xăng, dung tích bình nhiên liệu là 93 lít, công suất cực đại là 409 mã lực tại vòng tua 5.200 vòng một phút. Moment xoắn cực đại là 650 Nm tại 2.000 đến 3.600 vòng một phút. Hộp số tự động 10 cấp. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động lực học độc lập tay đoàn kết. Động lực học liên kết 4 điểm. Đĩa thông gió, thủy lực biến thiên theo tốc độ và bộ chấp hành hệ thống lái. Cỡ mâm là 18 inch. Khoảng sáng gầm xe là 235 mm. So với đối thủ cùng phân khúc là Explorer, thì Explorer phiên bản Platinum có số chỗ ngồi là 6 chỗ ha, cũng kiểu dáng SUV, cũng là nhập khẩu, nhưng mà nhập khẩu từ Mỹ. Và kích thước cũng xem. Và dung tích xi lanh thì nó cũng là 3 chấm thôi, của Explorer 3 chấm V6 luôn ha. Cũng là nhiên liệu xăng, cho ra 365 mã lực ha. Hộp số cũng tự động 10 cấp, cũng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thì các về tính năng giải trí công nghệ thì hai xe này cũng có rất là nhiều công nghệ. Mời các bạn theo dõi tiếp theo ha. Giá xe của Land Cruiser 2022 tại Việt Nam, giá bán hãng vừa công bố là 4.060 tỷ cho các phiên bản và 4.071 tỷ cho phiên bản màu trắng ngọc trai. Giá lăn bánh dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.488 tỷ đến 4.5 tỷ, nhưng mà chưa tính ra cộng thêm 400 nữa ha các bạn ha. Khi các bạn muốn nhận xe ngay thì phải cộng thêm ít nhất là từ 350 đến 400. Hiện nay các đại lý đã thông báo như vậy. Còn cái giá lăn bánh tại Hà Nội thì nó khoảng 4.569 tỷ đến 4.582 tỷ, là chưa tính cộng 400. Nếu mà cộng thêm 400 vô nữa thì cũng gần 5 tỷ rồi. Các đại gia Việt đang rất là sôi sục và hot để mua cái xe này. Tại sao cái xe này nó được săn đón trên toàn cầu hiện nay như vậy? Việt Nam là thị trường được đưa về ra mắt sớm, trong tháng 6 vừa qua đã công bố. Và thị trường Trung Đông là thị trường đầu tiên trên toàn cầu ra mắt ha. Mình đánh giá về ngoại thất hầm hố bắt mắt hơn. Bước sang thế hệ mới, Land Cruiser 2022 đã được áp dụng nền tảng khung gầm mới GAF mới dựa trên kiến trúc TNGA Toyota New Global Architect. Hệ thống khung gầm mới đã giúp trọng lượng xe được cắt giảm 200 kg, đồng thời gia tăng độ cứng cáp. Toyota Land Cruiser 2022 có kích thước tổng thể lần lượt là 4m990, 1m980 và 1m945. So với Land Cruiser 2021 đời trước, ngoại hình của Land Cruiser 2022 có phần hầm hố bề thế hơn, ngầu hơn. Nhìn trực diện, Land Cruiser 2022 trông rất ngầu, với bộ lưới tản nhiệt được mở rộng gồm 4 thanh ngang nâng đỡ. Hai hốc gió có thiết kế liền mạch,
với mặt ca lăng tạo cảm giác phần đầu xe trông rất rộng. Đôi mắt của Land Cruiser 2022 sắc sảo hơn trước với cấu trúc 3 bóng LED rất hợp cùng với dải LED ban ngày hình chữ L. Trong khi đó, phần nắp capo vẫn duy trì những đường gân dập nổi, nhấn mạnh vào sự mạnh mẽ. Nhìn từ bên hông, khách hàng đã có thể cảm nhận được Land Cruiser 2022 là một mẫu SUV off-road thực thụ với hốc bánh cao ráo mở rộng, đi kèm là dàn chân có kích thước khủng được tái thiết kế trông cao cấp hơn trước. Cặp gương chiếu hậu đã được tách rời khỏi trụ A là điểm cộng giúp hạn chế điểm mù cho người lái. Mâm xe có kích thước là 18 inch, so với phiên bản Explorer thì là mâm 21 inch. Kiểu dáng mâm của Explorer ngầu hơn. Và về công nghệ thì có những gì hay thì các bạn cũng theo dõi tiếp video clip. Ở thế hệ cũ, đuôi xe vốn đã có thiết kế vuông vức, nay còn được làm góc cạnh hơn nhưng trông gọn gàng hơn trước. Cụm đèn hậu được làm mới hoàn toàn với điểm nhấn là dải LED hình chữ L, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Nội thất rộng rãi sang trọng hơn so với bản cũ. Những cụm từ thực dụng thô kệch đã không còn thích hợp để miêu tả khoang nội thất của Land Cruiser. Bước sang thế hệ mới, khoang cabin đã được thiết kế theo phong cách sang trọng, cao cấp và hiện đại hơn hẳn. Khám phá khoang lái, khách hàng sẽ có cảm giác thiết kế mới trên Land Cruiser 2022 có đôi chút hao hao xe sang Lexus LX570. Trong đó, nổi bật nhất là màn hình giải trí trung tâm đã chuyển sang dạng đặt nổi khỏi táp lô, đồng thời nâng cấp lên kích thước 12.3 inch, mang đến cái nhìn trực diện hiện đại hơn hẳn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm đã được sắp xếp lại gọn gàng, liên lạc với khu vực cần số, ốp gỗ toát lên vẻ sang trọng cao cấp. Các nút bấm cơ học được bố trí lại giúp cho việc thao tác dễ dàng hơn. Việc chuyển đổi các chế độ địa hình có thể thông qua các công tắc tiện lợi thay vì phải mất thời gian tìm kiếm trong menu như trước. Vô lăng trên Land Cruiser 2022 cũng được làm mới hoàn toàn với cấu trúc 3 chấu bọc da. Các nút bấm được hoàn thiện tinh xảo hơn, kết hợp cùng đường viền chrome. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da màu be sang trọng. Hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, làm mát, sưởi ấm. Riêng ghế lái có tính năng thêm nhớ vị trí. Với lợi thế trục cơ sở dài 2m850, hàng ghế thứ hai có không gian rất rộng rãi, thoải mái, đi kèm là ba từ đầu, bệ tỳ tay cỡ lớn và cửa gió điều hòa riêng biệt. Hàng ghế dưới cũng có chỗ để chân khá rộng rãi cho hai người lớn. Cái tiếc nhất là tiện nghi cửa sổ trời thì không có nha các bạn. So với phiên bản Explorer, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đây là một điểm trừ. Tiện nghi làm mát cực tốt ha. Xe Toyota Land Cruiser 2022 có khả năng làm mát nhanh và sâu nhờ sử dụng hội hệ điều hòa tự động 4 vùng kết hợp. Các cửa sổ gió hàng ghế sau đi kèm còn có bộ lọc ion giúp duy trì không gian trong lành trong khoang cabin. Danh sách hệ thống thông tin giải trí trên Land Cruiser gồm có các tính năng đáng chú ý như màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, sạc điện thoại không dây, dàn âm thanh cao cấp của JBL, trong khi Explorer là của Bang Olufsen hàng hiệu. Trái tim của Land Cruiser 2022 là khối động cơ V6 3.5 tăng áp kép mới thay thế loại thế hệ cũ V8 5.7 lít hút khí tự nhiên. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 409 mã lực, mô men xoắn cực đại 650 Nm. Dù có dung tích xi lanh nhỏ hơn nhưng động cơ cũ nhưng sức mạnh lại nhỉnh hơn với 30 mã lực và 108 Nm mô men xoắn. Nhờ đó giúp tiết kiệm được nhiên liệu đáng kể và dễ chạm ngưỡng sức mạnh ở vòng tua thấp hơn nhờ có bộ tăng áp. Bên cạnh đó, Land Cruiser 2022 còn có tùy chọn động cơ máy dầu tăng áp kép 3.3 lít cho công suất 302 mã lực và 700 Nm. Cả hai khối động cơ đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu hỗ trợ bởi ba khóa V-size. Khả năng off-road được cải thiện mạnh mẽ. So với đời trước, khả năng off-road của Land Cruiser 2022 đã được cải thiện nhờ có góc tiếp cận 32 độ, góc khởi hành 26,5 độ và bổ sung hệ thống Roll Control. Hệ thống này cho phép xe di chuyển qua địa hình hiểm trở mà không cần tác động vào chân ga. Hỗ trợ cho quá trình off-road,
còn có hệ thống địa hình multi-terrain select gồm hệ thống chế độ lái auto snow, deep snow, hệ thống multi-terrain monitor kết hợp camera gầm xe và hệ thống kiểm soát hành trình địa hình. Đặc biệt, Land Cruiser 2022 là mẫu SUV đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống treo động lực học điện tử, mang đến khả năng vận hành cực kỳ êm ái, đồng thời tăng cường độ bám đường đáng kể. Với lợi thế phản sáng gầm xe cao 230mm, Land Cruiser 2022 có thể thích nghi với đa dạng các loại địa hình. Toyota chưa công bố mức tiêu hao nhiên liệu mới trên mẫu xe Toyota 7 chỗ Land Cruiser 2022, nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn con số 16,8 lít cũ do dung tích xi lanh đã giảm đáng kể. Bổ sung gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense so với Explorer là Core 4Pilot 360. Bên cạnh duy trì các tính năng an toàn, Land Cruiser 2022 đã được bổ sung thêm gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense gồm cảnh báo va chạm giống như Explorer, cảnh báo phương tiện cắt ngang cũng giống như Explorer, nhận biết người đi bộ, sang đường và xe quay đầu cũng giống như Explorer, phanh khẩn cấp ở chế độ đổ xe giống Explorer, kiểm soát hành trình thích ứng giống Explorer, cảnh báo chệch làn giống Explorer, hỗ trợ giữ làn giống Explorer, đèn pha tự động, tất cả các tính năng này đều có trên Explorer mới. Đối thủ cùng phân khúc, người dùng đánh giá xe Land Cruiser 2022, anh Trung Du theo VN Express có cục máy mới và bỏ thắng tay là ưng lắm rồi. 3.5 lít V6 409 HP phải nói là quá đầy đủ cho mẫu xe địa hình này. Nội thất thì đẹp hơn hẳn đời trước Toyota đẳng cấp, có phải thế chứ. Cứ ôm khư khư cục máy 5.7 lít chả để làm gì. Bền bỉ thì bền thiệt, nhưng phải có hiệu suất cao. Nói chung hy vọng giá bán sẽ không quá 5 tỷ. Thực tế thì giá đó cũng gần đến 5 tỷ rồi các bạn ơi. 5 tỷ sẽ quá đẹp, dưới 5 tỷ giá sẽ quá đẹp cho cuộc tình này. Đó. Theo anh Navada, một Việt Kiều đến từ Mỹ, nhiều người mạnh miệng sẽ chê nhưng trong lòng rất mê. Một câu rất là ngắn gọn. Anh Tiến, quá đẹp và mạnh mẽ, lột xác từ trong ra ngoài. Một ngày không xa sẽ đón em về đội của anh nhé. Anh David Vũ, theo VN Express nói mặc dù chưa đủ khả năng mua nhưng thật sự vẫn luôn chờ đợi. Tin từ LC 2022, hy vọng Covid đi qua công ty ổn định trở lại và đón em ấy về trước Tết. Sự ra mắt thật tuyệt vời, một chiếc xe xuất sắc, không cầu kỳ, không hào nhoáng bề ngoài, đủ tố chất của một người hùng cơ bắp. Kết luận, sau quá trình đánh giá thì chúng ta sẽ đưa ra kết luận sau nhiều năm nâng cấp, bị chê là bình mới rượu cũ, Toyota đã thay đổi lột xác hoàn toàn trên Land Cruiser 2022 đã thật sự khiến khách hàng quốc tế bất ngờ trước sự lột xác ấn tượng này sau 14 năm. Đây hứa hẹn là tiếp tục sẽ là một mẫu SUV ăn khách của những ai có niềm đam mê off-road mãnh liệt cùng với Ford Explorer. Đây là một đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc đáng được so kè trên thị trường vào nửa cuối năm nay, khi Ford Explorer cũng sắp được trình làng tại thị trường Việt Nam với phiên bản EcoBoost 2.3 lít phù hợp hơn và giá thành mềm hơn dưới 3 tỷ. Còn dòng này lăn bánh gần 5 tỷ thì chỉ dành cho giới đại gia giàu có. Trên đây các bạn vừa đánh giá tổng quan về chiếc Ford Explorer cùng với chiếc Land Cruiser 2022 vừa được Toyota cho ra mắt tại thị trường quốc tế, nay đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Anh chị em thấy video clip như thế nào thì vui lòng comment, like, subscribe kênh. Cảm ơn.